Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Công ty Cổ phần Công nghệ DS Việt Nam. Như các bạn đã biết, để bảo vệ an ninh cho ngôi nhà hoặc văn phòng, chúng ta thường sử dụng những biện pháp như khóa cửa, hệ thống camera giám sát hình ảnh. Hoặc như những tòa nhà thì có thêm bảo vệ. Nhưng khóa cửa có thể bị bẻ gãy, hệ thống camera giám sát chỉ giúp chúng ta xem trực tiếp và lưu trữ hình ảnh. Thuê bảo vệ thì chi phí khá là lớn. Vậy giải pháp nào giúp cho bạn luôn yên tâm khi ra khỏi nhà? Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bộ thiết bị giám sát an ninh đến từ thương hiệu Ovivo. Đây là ứng dụng nằm trong bộ giải pháp nhà thông minh Ovivo, sản phẩm hiện đang được DS phân phối tại thị trường Việt Nam. Vậy hệ thống này làm được những gì? Và ứng dụng thực tế ra sao? Chúng ta hãy cùng xem tiếp video để có câu trả lời nhé! Xin chào các bạn, tôi là Thắng, nhân viên kỹ thuật. Ở video trước, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về hình ảnh và tính năng của bộ cảm biến giám sát an ninh, cùng bộ cảm biến cửa và cảm biến chuyển động. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành lắp đặt trong thực tế để xem khả năng hoạt động của hai thiết bị này như thế nào. Chi tiết về cách cài đặt cấu hình sẽ được phòng kỹ thuật DS gửi các bạn ở trong video tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp cảm biến chuyển động. Để lắp cảm biến chuyển động, các bạn sử dụng chân đế đi kèm trong một sản phẩm, bắn lên tường, sử dụng vít. Sau khi đã cố định phần chân đế, các bạn tiến hành lắp cảm biến. Các bạn chỉnh góc để sao cho phù hợp với mục đích sử dụng. Vậy là quá trình lắp đặt cảm biến chuyển động đã xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp cảm biến cửa. Cảm biến cửa thì sẽ chia thành hai phần, một miếng má từ và một miếng má có bao bọc xử lý. Để có thể lắp đặt được hai miếng cửa này thì các bạn tiến hành xé miếng bảo vệ bằng keo AM và dán lên vị trí cửa mà bạn mong muốn. Vậy là tôi đã hoàn thành quá trình lắp đặt cảm biến cửa. Một số lưu ý khi lắp cảm biến cửa là bo mạch xử lý, các bạn lưu ý nên gắn ở phía cửa, đứng im, cố định. Một lưu ý nữa là khoảng cách giữa má từ và bo mạch xử lý khi ở trạng thái cửa đóng tối đa chỉ được 1cm. Hai cảm biến này đã được tôi thêm vào một thiết bị mini hub được đặt ở mỗi phòng cách xa 20m qua các lớp tường và lớp cửa để kiểm tra xem khả năng hoạt động trong thực tế của nó như thế nào. Đầu tiên là về cảm biến cửa, thì như các bạn có thể thấy, cảm biến này mang một cái tông màu trắng được thiết kế khá là nhỏ gọn và bắt mắt khi lắp đặt lên cửa của nhà bạn, hoặc đảm bảo là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà. Ở trạng thái hoạt động bình thường, khi mà cửa mở thì ở trên app cũng sẽ cập nhật trạng thái là cửa đang mở. Khi chúng ta đóng cửa thì lập tức ở trên app cũng sẽ thông báo là cửa đang đóng. Ở chế độ kích hoạt an ninh thì tôi sẽ mở cửa để xem là có chuyện gì xảy ra. Như các bạn có thể thấy là khi tôi vừa mới hé cửa thì lập tức cảnh báo đã được đẩy về điện thoại của bạn để thông báo cho bạn biết được là cửa đang mở. Để có thể kiểm tra được xem đó là người nhà hay là đạo trích thì các bạn có thể trích xuất những hình ảnh camera. Như các bạn có thể thấy thì khi kẻ trộm còn chưa kịp vào đến nhà bạn thì bạn đã phát hiện ra và có thể đưa ra được những cái đường hướng xử lý kịp thời. Ví dụ như là nhờ sự giúp của hàng xóm hoặc là gọi công an đến để tóm cổ tên trộm. Cảm biến cửa này sẽ được lắp đặt ở những cái vị trí, ví dụ như là cửa ra vào, cửa sau, cửa áp mái, các cửa thông trần, thì đảm bảo sẽ không có một kẻ nào có thể lọt được qua những cái cửa đó để vào nhà bạn. Tiếp theo là cảm biến chuyển động. Thì như các bạn có thể thấy, cảm biến chuyển động này cũng được thiết kế khá là bắt mắt, gọn gàng, cũng đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà của bạn. Giống như cảm biến cửa, ở trạng thái hoạt động bình thường thì cảm biến chuyển động sẽ lưu lại những lịch sử khi có người chuyển động qua lại ở trên app để bạn có thể kiểm tra. Ở các trạng thái kích hoạt an ninh thì khi có người đi qua cảm biến thì lập tức thông báo cũng sẽ được đẩy về điện thoại của các bạn để thông báo cho bạn là ở trong nhà hoặc ở những cái khu vực cấm thì đang có người di chuyển. Cảm biến chuyển động này sẽ được lắp đặt ở những vị trí như là sân vườn, hệ thống ban công hoặc các hành lang hoặc những cái phòng mà bạn không muốn cho người lạ đi lại xâm nhập. Về các chế độ an ninh thì sẽ chia làm 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ hoạt động bình thường, thì tất cả các cảm biến trong nhà sẽ lưu lại những cái lịch sử hoặc log để bạn có thể kiểm tra. Thứ hai là chế độ ở nhà, cho phép bạn bỏ kích hoạt một số cảm biến ở phía trong nhà, ví dụ như là các cảm biến chuyển động ở trong phòng khách, phòng ăn
hoặc là các cửa đi ra vào thông giữa các phòng để tránh xảy ra những cảnh báo giả. Chỉ kích hoạt an ninh ở những cửa như cửa ra vào, cửa thông tầng, cửa ban công. Một chế độ cuối cùng là chế độ vắng nhà, khi đó tất cả các cảm biến sẽ được kích hoạt. Khi kích hoạt chế độ an ninh thì bất cứ người nào di chuyển qua khu vực quét của cảm biến chuyển động, nó cũng đồng thời đẩy thông báo cảnh báo về điện thoại của các bạn. Ngoài ra, khi kết hợp với các thiết bị điều khiển thông minh của Ovibo, các bạn có thể thiết lập được những hệ thống cảnh báo tại chỗ, ví dụ như là cảnh báo bằng đèn, bằng còi để xua đuổi tiếng trộm. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm các tính năng của bộ sản phẩm giám sát an ninh mang thương hiệu Ovibo. Như các bạn có thể thấy, chỉ với những chiếc cảm biến nhỏ gọn như vậy, chúng ta đã có thể giám sát mọi hoạt động trong ngôi nhà của mình. Các cửa ra vào, cửa sổ, những khu vực nhạy cảm như hành lang, ban công, sân vườn cũng được giám sát chặt chẽ. Khi kẻ trộm còn chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện. Với khả năng hoạt động chính xác, bền bỉ, loại bỏ các cảnh báo giả, Ovibo hướng tới một xã hội an toàn hơn, thông minh hơn. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Công nghệ DS Việt Nam. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.